sân vận động mới đang được xây dựng ở Desa Bulusari, Kediri, Indonesia đã được xác nhận là Gelora Daha Jayanti. Cái tên này được lựa chọn trong tổng số gần 14.000 cái tên được gửi về cho chính quyền nhiếp chính Kediri. Theo nhiếp chính vương Kediri, Hanahito Himawan Pramana, cái tên Daha Jayanti mang ý nghĩa là một sợi dây cầu nguyện mang triết lý về niềm đam mê chiến thắng cháy bỏng đến từ làn sóng ủng hộ của người dân. Trong đó, Daha là một từ có nguồn gốc từ tiếng Java cổ, có nghĩa là màu đỏ, cháy bỏng. Còn Jayanti xuất phát từ tiếng Java cổ có nghĩa là chiến thắng. Đến nay tiến độ xây dựng sân vận động Gelora Daha Jayanti đã đạt 30%. Việc xây dựng sân vận động sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 sẽ được đầu tư kinh phí 149,79 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2024. Nhưng có thể phải đến năm 2025 mới có thể hoàn thành toàn bộ dự án. Gelora Daha Jayanti sẽ có sức chứa 15.000 khán giả và là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Quá trình cải tạo, nâng cấp sân vận động Survey riêng về cơ bản đã hoàn thành. Sân nhà của Prakhan Big Survey riêng FC đã bước vào quá trình cải tạo từ cuối năm ngoái. Việc cải tạo bao gồm mở rộng khán đài và thay thế mặt cỏ. Đến lúc này, phần khán đài mở rộng đã hoàn thành và ghế ngồi trên khán đài cũng đã được lắp đặt. Khán đài mở rộng sẽ bổ sung thêm 1.600 chỗ ngồi, nâng sức chứa của sân vận động Survey riêng lên 3.750 khán giả. Dàn đèn của sân vận động này cũng đã được nâng cấp lên công suất chiếu sáng 1.200 lux, đáp ứng yêu cầu của AFC. Phía dưới sân mặt cỏ đã được thay mới bằng loại cỏ Paspalum, hiện đã đạt chất lượng tốt nhất. Sân vận động trung tâm của khu liên hợp thể thao Đại học Rajabhat Chiang Mai tại Mayrim đã đạt tiến độ xây dựng khoảng 70%. Các khán đài đã thành hình, trong đó khán đài chính cũng đã hoàn thành lắp đặt mái che. Mới đây, dàn đèn chiếu sáng của sân vận động cũng đã được lắp đặt. 4 cột đèn, với mỗi cột 54 bóng đèn, sẽ mang đến công suất chiếu sáng 1.800 lux cho sân vận động này. Được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021, sân vận động này dự kiến đưa vào sử dụng từ quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại dự án đã chậm tiến độ và chủ đầu tư kỳ vọng cuối năm nay giai đoạn 1 của dự án sẽ có thể đưa vào sử dụng. Sân vận động trung tâm của khu liên hợp thể thao Đại học Rajabhat Chiang Mai sẽ có sức chứa 10.000 khán giả, là một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế với đường chạy và các khán đài bao quanh. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ khu liên hợp thể thao là 515 triệu baht Thái Lan.